cô chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Vậy là các chương trước chúng ta đã được nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo của các ngành thực vật. Và trong chương 10 này chúng ta sẽ được nghiên cứu một số cái đại diện khác. Đó chính là vi khuẩn, nấm và địa y. Và đại diện đầu tiên chúng ta được tìm hiểu đó chính là vi khuẩn. Chắc hẳn các em không biết, trong thiên nhiên có những sinh vật hết sức nhỏ bé mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng chúng lại có vai trò rất là quan trọng đối với đời sống con người. Và chúng có số lượng rất là lớn, có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Đó chính là các vi sinh vật đấy các em ạ. Trong đó có các loài vi khuẩn và virus. Vậy vi khuẩn sẽ có cấu tạo và đặc điểm như thế nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài ngày hôm nay, bài 50 vi khuẩn. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất, hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn. Vậy thì hình dạng của vi khuẩn như thế nào? Các em hãy quan sát cho cô hình 50.1 trong sách giáo khoa để cho cô biết hình dạng của vi khuẩn sẽ có những cái hình dạng như thế nào. Vậy thì quan sát vào hình 50.1 trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hình dạng đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy được đó là vi khuẩn có hình cầu. Rồi thì từ các hình cầu này chúng tập hợp lại với nhau tạo thành song cầu hoặc tứ cầu, hoặc tạo thành một đám, hoặc là tạo thành một chuỗi. Ngoài ra thì vi khuẩn còn có các loại vi khuẩn hình sợi, hoặc là hình trụ, hoặc là hình xoắn trụ dài, đúng không các em? Vậy thì qua cái việc quan sát cái hình dạng của vi khuẩn thì chúng ta có thể rút ra cái kết luận về hình dạng. Đó là vi khuẩn có hình cầu. Hoặc là hình que, hoặc là hình sợi, hoặc là hình trụ dài. Rất nhiều hình dạng khác nhau. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về đặc điểm kích thước. Thế thì vừa rồi cô cũng có nhắc tới cho chúng ta đó là vi khuẩn thì rất là nhỏ bé và chúng ta không thể quan sát bằng mắt thường được mà chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi thôi, có độ phóng đại lớn. Vậy thì kích thước của vi khuẩn thì rất là nhỏ, mỗi tế bào chỉ từ 1 đến vài phần nghìn mm. Vậy là chúng ta thấy rằng là kích thước của vi khuẩn rất là nhỏ, đúng không các em? Chúng ta ghi kết luận của nội dung này. Kích thước rất nhỏ. Mỗi tế bào chỉ từ 1 đến vài phần nghìn mm. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu xem là vi khuẩn có cấu tạo như thế nào nhé. Thế thì quan sát kỹ hơn cái tế bào vi khuẩn này ở dưới kính hiển vi thì người ta rút ra một cái đặc điểm, đó là cấu tạo tế bào vi khuẩn chỉ gồm các cơ thể đơn bào riêng lẻ hoặc xếp thành từng đám hoặc từng chuỗi. Chúng ta có thể quan sát rõ hơn ở hình 50.1. Đó. Và cấu tạo của mỗi một tế bào thì có các bộ phận như vách tế bào chất và chưa có nhân hoàn chỉnh. Một số loài vi khuẩn còn có thêm roi để di chuyển, giống như cái con trùng roi, đúng không các em? Đó, đó là một số cái đặc điểm về cấu tạo của vi khuẩn. Vậy qua đây chúng ta thấy rằng là cấu tạo của vi khuẩn thì rất là đơn giản và chưa có nhân hoàn chỉnh,
Đây là một cái đặc điểm khác so với các loài thực vật mà chúng ta đã được nghiên cứu. Vậy chúng ta có thể ghi cái nội dung của cấu tạng tế bào thực vật. Cô xin lỗi, tế bào vi khuẩn. Đó là cấu tạng cơ thể đơn bào gồm các bộ phận. Đó là vách tế bào. Thứ hai, đó là chất tế bào. Và đặc biệt một cái đặc điểm nữa đó là chưa có nhân chính thức. Đó là cái nội dung đầu tiên về hình dạng, kích thước và cấu tạo tế bào vi khuẩn. Vậy thì qua cái sự hiểu biết của em và cái kiến thức của bài trước thì các em hãy so sánh cho cô cái sự khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào vi khuẩn. Thế thì cô có thể giúp chúng ta tìm hiểu cái sự khác nhau của tế bào thực vật và tế bào vi khuẩn như sau. Tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật sẽ có điểm nào khác nhau? Điểm đầu tiên chúng ta có thể chỉ ra được đó là tế bào vi khuẩn thì không có chất diệp lục. Thế còn tế bào thực vật thì có chất diệp lục. Một đặc điểm thứ hai, đó là tế bào vi khuẩn chưa có nhân chính thức. Thế còn tế bào thực vật thì đã có nhân chính thức. Đặc điểm thứ ba, đó là tế bào vi khuẩn thì không có không bào. Không có cái cơ quan đó là không bào. Thế còn tế bào thực vật thì có không bào. Và một đặc điểm nữa đó là kích thước rất nhỏ, không thể quan sát được bằng mắt thường. Thế còn tế bào thực vật thì có đặc điểm là kích thước lớn. Đó, cô có thể giúp chúng ta nhắc lại một số cái đặc điểm để chúng ta thấy được cái sự khác nhau giữa tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật. Thứ nhất đó là tế bào vi khuẩn thì không có chất diệp lục. Thế còn tế bào thực vật thì có chất diệp lục. Tế bào vi khuẩn thì chưa có nhân chính thức. Tế bào thực vật thì có nhân chính thức. Còn tế bào vi khuẩn thì không có không bào. Thế còn tế bào thực vật thì có không bào. Tế bào vi khuẩn thì kích thước rất là nhỏ, còn tế bào thực vật thì kích thước rất là lớn. Vậy tiếp theo, trên cái cơ sở đặc điểm về cấu tạo của vi khuẩn đó thì các em có biết vi khuẩn dinh dưỡng bằng hình thức nào hay không? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn. Thế thì hầu hết các vi khuẩn không màu, không chất diệp lục như ở thực vật, cho nên những vi khuẩn này không thể tự chế tạo được các chất hữu cơ mà chúng phải sống bằng chất hữu cơ có sẵn trong các xác động vật hay thực vật phân hủy. Người ta gọi cái hình thức đó là hình thức hoại sinh. Hoặc một số loài vi khuẩn còn sống nhờ trên các cơ thể của vi khuẩn khác, người ta gọi đây là hình thức ký sinh. Và cả hai cái hình thức là hoại sinh và ký sinh thì người ta gọi đó là hình thức dị dưỡng.
Ngoài ra, một số ít các loài vi khuẩn thì có khả năng tự dưỡng. Vậy thì thông qua cái thông tin trên thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận về các hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn, đó chính là có hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó là dị dưỡng và hình thức thứ hai đó là tự dưỡng. Vậy thì chúng ta có thể ghi cái kết luận trong cái nội dung này như sau. Dinh dưỡng thì có hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó là dị dưỡng. Hình thức thứ hai đó là tự dưỡng. Trong hình thức dị dưỡng thì có hình thức đó là dị dưỡng hoại sinh. Và hình thức thứ hai đó là dị dưỡng ký sinh. Vậy thì thế nào là dị dưỡng hoại sinh? Thế dị dưỡng hoại sinh đó là các loài vi khuẩn sẽ sử dụng chất hữu cơ có sẵn ở trên xác động vật hoặc là xác thực vật. Người ta gọi đấy là hình thức dị dưỡng hoại sinh. Thế còn dị dưỡng ký sinh chính là các loài vi khuẩn sẽ sống nhờ trên cơ thể của các vật sống khác. Đấy, người ta gọi là dị dưỡng ký sinh. Thế còn hình thức tự dưỡng, thế nào là hình thức tự dưỡng? Có nghĩa là nó tự có thể quang hợp để tổng hợp các chất hữu cơ nuôi nuôi chúng, thì người ta gọi đó là hình thức tự dưỡng. Vậy thì cô có thể lấy cho chúng ta một cái ví dụ về một số cái vi khuẩn có hình thức tự dưỡng, đó là ví dụ như là nhóm vi khuẩn quang hợp. Có nghĩa là trong cấu tạo cơ thể nó sẽ có cái chất diệp lục, nó có khả năng là quang hợp. Hoặc là nhóm vi khuẩn thứ hai, đó là nhóm vi khuẩn hóa quang hợp. Và các nhóm vi khuẩn này thì chúng ta sẽ được nghiên cứu ở trong các chương trình lớp lớn hơn. Vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn. Vậy thì với cái đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng như vậy thì cái sự phân bố của vi khuẩn như thế nào ở trong môi trường sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 3. Phân bố và số lượng. Vậy thì các em hãy tiếp tục quan sát cho cô vào thông tin trong sách giáo khoa trang 161. Thì chúng ta thấy rằng là trong một gam đất ở cánh đồng có tới hàng trăm hàng triệu vi khuẩn. Đặc biệt ở những cái nơi đất tơi xốp thì có tới 6 đến 8 tỷ vi khuẩn. Ngược lại, một gam đất ở sa mạc thì chỉ có một vài vạn vi khuẩn. Ở các lớp đất sâu 5 mét cũng có vi khuẩn, nhưng càng xuống sâu thì số lượng càng ít. Vậy là qua thông tin này thì chúng ta thấy rằng là vi khuẩn có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả ở những cái khu vực rất là khắc nghiệt. Ngoài ra, trong nước, nhất là các môi trường nước bẩn, có nhiều vi khuẩn và người ta có thể đo được đó là có 1 cm khối nước thì có tới hàng vạn đến hàng chục vạn vi khuẩn. Và trong 1 cm khối không khí ở thành phố có hàng vạn tới hàng chục vạn vi khuẩn, nhưng không khí trong lành ở biển hoặc ở trong rừng thì số lượng vi khuẩn thì rất ít. Vậy thì qua cái số liệu trên thì em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên? Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng là sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên thì rất là rộng rãi và chúng có số lượng rất lớn. Đặc biệt là ở những cái khu vực mà có khí hậu rất là khắc nghiệt,
cũng có một số loài vi khuẩn sinh sống. Vậy thì qua đây thì chúng ta rút ra một cái kết luận trong cái nội dung phần thứ 3 như sau về sự phân bố và số lượng của vi khuẩn. Đó là vi khuẩn có số lượng lớn và thứ hai đó là chúng phân bố rộng rãi. Trong tự nhiên. Đó. Vậy thì qua cái số liệu trên thì chúng ta thấy rằng là vi khuẩn có sự phân bố rất là lớn trong tự nhiên. Và các em có biết là vì sao mà vi khuẩn có thể phân bố lớn như vậy hay không? À, đó chính là nhờ khả năng sinh sản rất nhanh của nó đấy các em ạ. Chúng có khả năng sinh sản bằng cách đó là nhân đôi tế bào. Nên mỗi vi khuẩn có thể có số lượng rất là nhiều và phân bố ở các môi trường khác nhau. Và người ta tính rằng là trong một cái điều kiện thuận lợi, chỉ sau 12 tiếng đồng hồ, từ một vi khuẩn ban đầu có thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới. Vậy là số lượng rất là lớn. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà từ một tế bào có thể ra tới 10 triệu tế bào vi khuẩn mới. Chính vì thế mà cái số lượng vi khuẩn sống ở trong cái tự nhiên của chúng ta là rất nhiều và phân bố rộng khắp. Tuy nhiên, trong một số cái điều kiện bất lợi cho vi khuẩn thì vi khuẩn cũng bị chết nhiều. Đó. Vậy thì dựa vào sự hiểu biết của các em hãy cho cô biết là vì sao mà trong thực tế chúng ta khi chúng ta uống nước lã hoặc là nước không đun sôi thì chúng ta có thể mắc bệnh tả. Vậy thì dựa vào sự hiểu biết của các em thì các em có thể trả lời được đó là vậy thì có thể trong cái nước lã đó hoặc là nước không đun sôi đó có thể có vi khuẩn gây bệnh tả. Vì vậy là để tránh cái hiện tượng này thì chúng ta cần phải uống nước đun sôi đúng không các em? Và tiếp theo, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi thứ hai đó là tại sao khi nói chuyện thường xuyên với người mắc bệnh lao phổi chúng ta cũng có thể bị lây nhiễm. Vậy thì dựa vào cái sự phân bố và cái đặc tính sinh sản của vi khuẩn thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là khi chúng ta nói chuyện thường xuyên với những cái người mắc bệnh lao phổi thì trong hơi thở của những cái người bệnh đó hoặc là trong dịch tiết của những người bệnh đó có chứa vi khuẩn lao và những dịch tiết này hoặc là những cái hơi thở này sẽ truyền cho cái người tiếp xúc gần xung quanh đó. Vì vậy, cái khả năng mà bị mắc bệnh của cái lao là rất là lớn đối với những người tiếp xúc gần. Vậy thì qua cái nội dung bài ngày hôm nay, bài vi khuẩn tiếp 1 thì chúng ta cần phải nắm được những cái nội dung sau. Nội dung thứ nhất đó là vi khuẩn là những cái sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản và tế bào thì chưa có nhân hoàn chỉnh. Và hầu hết các loài vi khuẩn không có chất diệp lục cho nên nó có hai hình thức dinh dưỡng đó là hình thức hoại sinh và ký sinh hay còn gọi là hình thức dị dưỡng và hình thức thứ hai đó là hình thức tự dưỡng. Và vi khuẩn thì có sự phân bố rất là rộng rãi trong thiên nhiên và với số lượng thì rất là lớn. Đây chính là cái nội dung mà chúng ta cần nắm được trong cái bài học ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta cùng trả lời các câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa. Câu hỏi 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao? Vậy thì dựa vào kiến thức
Đã học thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này như sau. Cô có thể hướng dẫn chúng ta trả lời. Thế thì, câu 1 đó là hình dạng của vi khuẩn. Thì vi khuẩn có hình cầu, hình que hoặc là hình chuỗi hạt hoặc là hình sợi, vân vân. Cấu tạo cơ thể là đơn bào. Và trong cơ thể thì trong cái cấu tạo tế bào thì gồm có vách tế bào, chất tế bào, và đặc biệt là chưa có nhân tế bào. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Tiếp theo câu hỏi số 2. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuẩn ký sinh và thế nào là vi khuẩn hoại sinh? À thì đây chính là cái nội dung của cái phần thứ hai chúng ta vừa nghiên cứu đúng không? Vậy thì vi khuẩn có hai hình thức dinh dưỡng. Hình thức thứ nhất đó là hình thức dị dưỡng. Hình thức thứ hai đó là hình thức tự dưỡng. Vậy thì trong cái hình thức dị dưỡng này thì có hình thức đó là hoại sinh và hình thức ký sinh. Và người ta yêu cầu chúng ta là phân biệt thế nào là hình thức hoại sinh, thế nào là hình thức ký sinh. Thế thì hình thức hoại sinh chính là các vi khuẩn này sẽ phải sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động vật và xác thực vật đã bị phân hủy, người ta gọi đó là hình thức hoại sinh. Đó là, vậy chúng ta có thể ghi đó là vi khuẩn. Sử dụng chất hữu cơ. Của động vật hay thực vật đang phân hủy. Thế còn hình thức ký sinh đó là vi khuẩn sử dụng chất hữu cơ của động vật hay thực vật khác. Đó, thì gọi đó là hình thức ký sinh. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta trả lời hai câu hỏi trong sách giáo khoa. Nội dung tiết 1 bài vi khuẩn của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong tiết ngày hôm sau. Cô chào các em.